lúc đó là nghe anh em nói là ở quân khu 3 cũng không khó xếp, cho nên hôm nay ông ấy xin lên trên này và xin thẳng vào bảo tàng. Mà đã vào bảo tàng thì sau thời gian ngắn thì ông nghiệm ra rằng anh em ở đấy nó đều có trình độ chuyên môn về lịch sử và về bảo tàng cả. Anh em đều đào tạo qua cái ở cái trường đại học văn hóa cả. Mà mình bây giờ về làm cấp lãnh đạo mà không có nghiệp vụ thì rất là khó. Thứ hai nó kỳ. Cho nên anh Lương đã xin với Tổng cục Chính trị là cho đi học tại chức một cái khóa. Và sau 4 năm thì ông ấy có cái bằng cử nhân. Nhưng bây giờ thời gian đầu ông ấy đi học thì vì tôi lúc đó đang công tác ở tạp chí lịch sử quân sự của Viện Lịch sử Quân sự, cho nên ở cơ quan tôi cũng có mấy anh em đi đi học, nhưng mà người ta không phải là có mỗi anh Trần Bích là trưởng phòng cán bộ thì đi học như anh Lương thôi, là học đại học, còn lại mấy anh kia, ba anh kia là người ta học cao học để lấy bằng thạc sĩ. Thì tôi thỉnh thoảng Lương có qua bên này, kiểu rủ nhau đi biết này khác rồi qua bên này chơi một chút thì tôi mới biết Lương, nhưng mà mình cũng không phải là có cái việc gì nên là cũng không thân thiết. Thì có lúc vui tôi hỏi mấy anh cùng đi, tôi bảo trong cái nhóm đi học ở một đại học bên ngoài lần này thì tôi thấy ông Lương là người già nhất, nhiều tuổi nhất, không biết mà lại vẫn đang đương chức là phụ trách cái bảo tàng. Mà vừa rồi là chủ trương của Bộ Quốc phòng là giao cho anh Lương cùng với bên bên này bên viện sử một thủ trưởng là đi một cái đoàn hai lần đi bên Ukraine và bên Nga đấy, để tham quan cái bảo tàng của họ để về xây lại cái bảo tàng của mình. Thế thì nhiều việc như thế thì học hành như thế nào? Thì mấy ông cười bảo trời ơi, người ta có câu là dốt như chuyên tu ngu như dạy chức, mấy anh nói vui thế. Thế thì học thì học thầy tí tiệm mà lo gì, cốt là có cái bằng để học toán hóa. Thì ngay ban đầu cái đó đã gây ấn tượng tôi, là nói thật là tôi hơi coi thường rồi với một người đã ở cái tuổi đó chững chạc đã trải qua chiến đấu mà bây giờ ở thời bình mà lên để mà phục vụ xây dựng quân đội ở một cái thời kỳ mới mà anh lại lại hợp pháp hóa bằng cách để nhanh có một cái bằng, thì tôi cho thấy rất là bình thường và là tôi hơi coi thường rồi. Thế mà khi mà cái việc mà trực tiếp mà tôi phải tiếp xúc phải giải quyết thì là bắt đầu tháng 11 năm 2003, mà trước đó là tháng 5 là lần đầu tiên anh Lương sang chỗ văn phòng của đồng chí đại tướng Lê Đức Anh. Lúc đó là tôi là vừa trợ lý vừa thư ký giúp việc cho bác Lê Đức Anh. Thì anh Lương sang thì gọi điện cho tôi và bảo tôi muốn sang, có việc muốn sang chào thăm bác anh và muốn báo cáo bác anh chút. Thế tôi vì cửa của bác Lê Đức Anh của chúng tôi luôn luôn rộng mở, tiếp tất cả mọi người, không có nề hà gì cả, lúc nào cũng vui vẻ, và anh sang đi. Thì sang thì xong tôi đưa thẳng lên, trước khi anh ấy sang thì tôi đã báo cáo với bác rồi, thì bác bảo ừ. Thì là lên thì tôi không ngờ là anh ấy giai đoạn thời kỳ những cái giây phút mấy chục phút đầu tiên là anh toàn ngồi anh khoe thành tích rồi khoe gia đình liệt sĩ để khoe được có thứ với bác, và đến cuối cùng mình mới hiểu ra, tôi lúc đầu tôi nghĩ là ông ấy đi sang tham quan để định chuẩn bị xây xây cái bảo tàng lớn của quân đội, sang tham quan Ukraine với liên của Nga đấy. Liên bang Nga thì về anh ấy sang anh xin ý kiến bác anh về cái đó cơ, cuối cùng không phải, cuối cùng anh ta là khoe tất cả các cái thứ về mình, xong rồi đặt vấn đề là xin năm nay là con đến niên hạn mà theo cơ chế của ba rem của về quân hàm của quân đội thì phụ trách bảo tàng giám đốc bảo tàng như con là được lên tướng. Lúc ấy anh đại tá và tôi đại tá mà, thì bác nói giúp con một câu với anh Phạm Văn Trà, đúng không anh, đồng chí đại tướng Phạm Văn Trà đang là bộ trưởng quốc phòng. Thế thì bác cười cười, bác không nói gì, tính bác anh thế, bác kiệm lời lắm, bác cũng không phản đối mà không ngừ không gì cả. Sau đó thì
Anh ấy chào bác anh và chào tôi về thì tôi có nói là trời ơi, nếu anh nói rõ tôi về cái việc này thì tôi khuyên anh ngay từ đầu là anh đừng qua mà đừng nói. Bởi vì bác Lê Đức Anh là bác rất tôn trọng các cái quy định của Đảng, Nhà nước, của quân đội. Cho nên lúc đó là sau khi anh ấy về, tôi với nói hỏi bác anh là ý của bác anh Lương anh đề xuất thế ý của bác sao, thì bác bảo là giám đốc bảo tàng thì cái bảo tàng quân sự thì thuộc mà là một đơn vị của Tổng cục Chính trị, mà giám đốc bảo tàng muốn lên quân hàm thì phải để cho đảng ủy của Tổng cục Chính trị và thủ trưởng Tổng cục Chính trị rồi cơ quan cán bộ của Tổng cục Chính trị đề xuất theo thứ tự, theo đúng quy trình. Chứ bác nghỉ rồi, danh nghĩa là bác đã nghỉ rồi thì làm sao bác lại đề nghị riêng lẻ, đề nghị tắt với Bộ trưởng Phạm Văn Trà để lên phong tướng cho anh này được. Thế bác nói với tôi như thế, tôi sau đó tôi gọi điện cho ông Lương mà tôi hơi tiếc là nếu anh nói rõ tôi là ý định như thế thì tôi khuyên anh không qua, không sang bên này, không nói với bác anh. Bởi vì ai cũng thừa biết bác Lê Đức Anh là một người rất là hiếm, là đến lúc mà cái đời hoạt động cách mạng của bác, lúc mà bác ở vị trí cao nhất là thường vụ ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, chủ tịch nước. Đấy. Thì lúc đó như anh em bình luận là quyền lực nghiêng trời, nhưng mà kể cả cái lúc đó và suốt cuộc đời hoạt động của cách mạng của bác Lê Đức Anh là bác không bao giờ lấy cương vị của mình để tạo thuận lợi cho các con. Bác có ba người con ruột thì các con đều tự mình phấn đấu, và các cháu ruột của bác, tức là con của các con hoặc là con của anh chị ruột của bác, không có ai là bác lấy cái cương vị của mình để mà lo việc này việc kia, là cất nhắc cái thứ cả đấy. Người ruột già mà đại tướng Lê Anh đã như vậy thì làm sao mà bây giờ lại bảo đại tướng nói với Bộ trưởng Phạm Văn Trà là hãy phong quân hàm tướng cho Lê Mạ Lương, thì nó kỳ cục lắm. Không bao giờ có cái chuyện đó đối với riêng đồng chí đại tướng Lê Đức Anh. Thì tôi mới nói Lương thế, đấy là một cái đầu tiên mà gây một cái ấn tượng, có thể nói là trong lòng tôi là tôi thấy buồn cười, tôi thấy hơi coi thường rồi. Không biết là sau đó tôi mới nghĩ quay trở lại, hóa ra ở quân khu 3 không xếp được chỗ nào nó thỏa đáng thì ông xin lên trên này làm bảo tàng, thì bây giờ ông lại lục ông ấy đi học tại chức để có cái bằng về lịch sử để hợp pháp hóa cái việc ở trụ ở bảo tàng. Không có cái việc mà lên sang đề nghị bác Lê đây phong quân hàm thì tôi không dám suy diễn như thế đâu. Thế đấy là một cái đầu tiên gây ấn tượng cho tôi với Lê Mạ Lương, thì là có thể nói là một cái ấn tượng là rất bình thường mà tôi hơi coi thường. Sau đó thì có cái việc là thượng tuần tháng 11 năm đó, năm 2003, là đại tướng Lê Đức Anh nói tôi là Hòa làm kế hoạch đưa bác lên Điện Biên. Tôi có hỏi, tôi bảo xin phép bác con hỏi bác tí là sang năm là kỷ niệm 40 năm thì mình đến lúc đó mình lên, bởi vì chỉ lên dự kỷ niệm thôi. Thế sao mình lại đi sớm này ạ? Mà con băn khoăn là cái mùa này nó đang là cuối năm là mùa đông. Mùa đông là mình bay chỉ có một chút qua đồng bằng, là qua Việt Bắc với Tây Bắc là toàn núi, mà núi vào cái mùa đông này mây mù rất nguy hiểm, cho nên là con hơi ái ngại cái chỗ đó. Nhưng mà bác quyết tâm đi thì con cũng chuẩn bị làm sao để đi được thật tốt. Thế bác Lê Đức Anh nói tôi là sang năm kỷ niệm năm trận thì các quan chức cán bộ của các ngành rồi trung ương rồi nhân dân rồi cựu chiến binh rồi quốc tế người ta đến sẽ rất đông, mà cái tỉnh Điện Biên mới tách đôi từ tỉnh Lai Châu, người ta mới rời từ Lai Châu về đấy, hạ tầng cơ sở chưa làm được bao nhiêu, mà sang năm bác lên
đúng ngày kỷ niệm bác lên người ta phải nhường cho bác một cái phòng nghỉ thì tội nghiệp, bây giờ bởi thì một số cán bộ khác sẽ không có chỗ nghỉ, có khi phải vào dân. Mà bác cũng cái ngày kỷ niệm đó thì các đồng chí đương chức có mặt để meeting đấy là chính thôi, bác nghỉ rồi cho nên bây giờ, nhưng mà kỷ niệm 40 năm thì mình không thể không lên thăm viếng trên đó, nhất là viếng các nghĩa trang liệt, viếng các đồng chí liệt sĩ ở nghĩa trang Đồi A 1. Thì bác nói anh đó thì tôi mới chuẩn bị về vé về các thứ để lo cái kết nối để đi máy bay. Thì thời kỳ đó là đang mùa đông cho nên chỉ có một chuyến, mỗi ngày chỉ có một chuyến là 12 giờ hoặc 12 giờ kém, tùy theo thời tiết lúc nào tốt thì là bay từ Hà Nội lên, và đến 2 giờ chiều nó bay từ Điện Biên về, thế thôi. Nếu mà có tình hình gì mà trễ coi như nó hủy chuyến bay đấy, nó khó khăn như thế vì thời tiết miền núi nó rất nguy hiểm vào mùa đông. Thì trước khi lên Điện Biên thì thì tôi có phone cho anh Lê Mạn Lương. Đấy là cái việc thứ hai mà tôi va chạm với Lê Mạn Lương ấy. Tôi vì cái thời kỳ 30 năm thì lúc đó tôi ở Viện Lịch sử Quân sự thì bọn tôi cũng đã lên trên Điện Biên và Lai Châu là chuẩn bị cho cái tạp chí Lịch sử Quân sự. Cho nên tôi biết là cái giai đoạn trước đó là Bảo tàng Điện Biên nó vẫn đang trực thuộc Bảo tàng Quân đội. Cho anh Lê Mạn Lương lúc đó. Tức là ngày xưa cách đây 10 năm. Thế nên bây giờ lúc ấy thì tôi mới hỏi anh Lê Mạn Lương là trước đây thì tôi lên Bảo tàng Điện Biên một lần rồi thì các đồng chí nói là bảo tàng đấy vẫn đang trực thuộc của bảo tàng quân đội bảo tàng quân sự của anh ở đường Điện Biên Phủ chỗ cột cờ. Thế bây giờ còn phụ thuộc hay không? Vì theo kế hoạch là 1-2 hôm nữa là tôi đưa bác Lê Đức Anh lên thăm viếng trên đó, mà tôi có ý định là sẽ lo cho bác một cái tặng phẩm để bác tặng anh em, động viên anh em làm chăm lo cái bảo tàng đó. Thêm Lương với vô vật đấy bảo thế thì tốt quá, ý định anh dự kiến thế nào? Thì là anh Lương anh nói là tôi bảo là tôi thì chỉ có nghĩ được là hoặc là bây giờ nó mới có cái tivi màn hình phẳng đời mới, hoặc là tặng một cái anh em một cái bộ tivi, hoặc là tặng bộ vi tính. Thế thì Lương bảo thế thì theo tôi là anh chuẩn bị tặng anh em cái bộ máy vi tính. Thế anh Lương có tư vấn cho tôi, thế tôi cảm ơn và tôi sang tôi làm công văn sang đề nghị cục quản trị A ngày xưa là nó là của ban tài chính quản trị trung ương, sau đại hội 10 thì nó mới nhập vào văn phòng trung ương đảng. Thì các ông chí mua cho một bộ máy vi tính rất là đẹp, rất là tốt, đủ con lê hết cả máy in lẫn là cái cục để mà tích điện khi mà điện mất đột ngột ấy. Thế và đi lên thì khi bay lên hạ cánh ở sân bay Điện Biên thì lúc vừa hạ cánh xong thì tôi thấy Lê Mạn Lương đã có đấy chạy ra chào bác Lê Đức Anh. Nhưng mà vừa được một vài phút thì thấy hai cái xe du lịch của tỉnh ủy ra, thì đồng chí Trịnh Long Biên là bí thư tỉnh ủy và đồng chí Thiểm, tôi không còn nhớ họ nữa, như đồng chí Thiểm là chủ tịch, cái hai đồng chí đứng đầu tỉnh là ra chào bác Lê Đức Anh và đón bác Lê Đức Anh cùng đoàn tùy tùng chúng tôi vào nhà khách của tỉnh. Thì lúc thấy hai ông to nhất tỉnh ra thì anh Lương là lỉnh lúc nào tôi cũng không biết đấy. Thì có cái chuyện như này là sáng hôm sau là theo lịch trình là tỉnh ủy tiếp mà rồi báo cáo tình hình và bác Lê Đức Anh thăm hỏi và động viên tình hình của tỉnh và gặp các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đến đầu giờ chiều thì bác xuống thăm bảo tàng. Trước khi đến thăm bảo tàng thì có ra nghĩa trang Đồi A 1 viếng các liệt sĩ. Thì vừa thăm bảo tàng thì lúc đó là bác anh sẽ làm tức là tặng cho anh em cái bộ máy vi tính. Thế và khi có một chuyện là tôi không bao giờ quên được là khi đồng chí trưởng ban tức là phụ trách cái bảo tàng
không biết lúc đó gọi là trưởng ban, trưởng phòng hay là giám đốc gì đó, thì cùng với một chị nữa là Thuyết Minh là giới thiệu bác Lê Đức Anh, phu nhân của bác và đoàn chúng tôi, những người phục vụ bác Lê Đức Anh là đi rất là cẩn thận, chậm rãi, là hết từ đầu đến cuối cái bảo tàng. Thế thì sau khi xem xong bảo tàng thì anh em tập trung ở bảo tàng, tập trung ở đấy và bằng chào đồng chí phụ trách có báo cáo sơ bộ và chào đón chúc sức khỏe đại tướng Lê Đức Anh và phu nhân cùng anh em phục vụ đi cùng. Và bác Lê Đức Anh có phát biểu cũng cảm ơn sự đón tiếp, rồi thì khen ngợi là cái tinh thần phục vụ của anh em. Nhưng bác Lê Đức Anh nói ngay một cái là bảo tàng mà thuyết minh rồi trưng bày như thế này thì thiếu sót quá và rất là không tốt, thậm chí ở góc độ nó nào đó là rất nguy hiểm. Bởi vì chúng ta thấy cái cuộc kháng chiến chống Pháp là ta bước vào chống Pháp trong hoàn cảnh là mình vừa mới qua nạn đói xong giành cách mạng tháng 8, làm cách mạng tháng 8 thành công, thì Pháp bắt đầu gây hấn và xâm lược lại nước ta, và ta phải buộc lòng phải đứng lên toàn dân, đứng lên dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. 9 năm kháng chiến chống Pháp thì giờ thời kỳ cả suốt cuộc kháng chiến chống Pháp là ta rất nghèo, rất khó khăn, mà không có sự giúp đỡ chi viện tích cực và có hiệu quả của hai người bạn lớn, người anh lớn của chúng ta là Liên Xô và Trung Quốc, và nhất là đánh bộ binh và chiến đấu từ cái chiến dịch đầu tiên cho đến chiến dịch cuối cùng. Quân đội ta là từ chân đất mà lên, từ đội du kích mà lên, cho nên là không biết đánh chiến dịch, cho nên từ ngày đầu bắt đầu nổ súng chống Pháp đến trận cuối cùng là trận Điện Biên Phủ, thì Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử đoàn cố vấn quân sự sang giúp ta cả về tổ chức lực lượng, cả về cách tổ chức đánh chiến dịch, từ chiến dịch nhỏ đến chiến dịch lớn và đến chiến dịch cuối cùng là chiến dịch Điện Biên là rất quan trọng. Thì lúc đó là Mao Trạch Đông, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc là cử Vi Quốc Thanh sang thay cho trưởng đoàn cố vấn ông Trần Canh, và luôn luôn ở bên cạnh sở chỉ huy của quân đội nhân dân Việt Nam với đồng chí Võ Nguyên Giáp và sở chỉ huy. Đấy là về mặt tinh thần và về mặt chất xám. Còn về mặt vật chất thì có thể khẳng định là không có sự giúp đỡ của Trung Quốc, của Liên Xô thì mình không có gì mà đánh giặc đối với người Pháp. Càng về sau là càng chiến dịch càng lớn và mình càng vượt lên thì càng cần nhiều súng đạn, cần nhiều gạo, cần nhiều lương thực, cần nhiều trang bị. Thế mà bây giờ đi từ đầu đến cuối bảo tàng, tôi không thấy một cái hình ảnh, không thấy một cái hiện vật và không thấy một nội dung thuyết minh nào nói đến cái sự giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô cả. Thì hôm đó bác Lê Đức Anh cũng nói rõ là Liên Xô với cái trận Điện Biên Phủ thì có giúp ta một dàn Katyusha, nhưng mà mình mới đưa lên đây, mới triển khai, nhưng mà lúc là chưa bắn thì mình đã giải phóng được rồi và Pháp nó đầu hàng rồi, cho nên chưa bắn được. Nhưng đấy cũng là một cái sự giúp đỡ mà nó nằm trong lịch sử đã diễn ra ở cái trận thắng Điện Biên này. Thế thì bác Lê Đức Anh về góp ý về mà nói rõ với anh em như thế. Khi xong cái cuộc viếng thăm Điện Biên thì đưa đại tướng Lê Đức Anh, phu nhân và cả đoàn về đến Hà Nội, thì ngay buổi đầu tiên đại tướng Lê Đức Anh chỉ thị cho tôi là vào gặp thủ trưởng tổng cục chính trị, đề nghị với các anh ấy là có cái chỉ đạo xuống đấy bổ sung sửa chữa chấn chỉnh luôn, chứ nay mai từ nay đến lúc đó tháng 11 mà tháng 4 sang năm là ngày kỷ niệm đầu tháng 5 mà mùng 7 tháng 5 mà, thì từ nay đến tháng 5 sang năm là sẽ rất nhiều đoàn quốc tế và rất nhiều đoàn nhân dân của các tỉnh, rồi cán bộ các ngành người ta lên rất nhiều, người ta thăm Điện Biên. Mà thăm Điện Biên thì hầu như ai cũng
Một là viếng nghĩa trang liệt sĩ đồi A1, thăm các cứ điểm và vào thăm bảo tàng. Mà để như thế này thì rất là không tốt. Mình người ta sẽ phát hiện ra là mình là một cái dân tộc, một cái quân đội là thiếu văn hóa, ăn cháo đá bát, không biết cảm ơn những cái nước mà những cái đảng quân đội mà đã giúp mình để đánh thắng cái công đường. Cho nên là Hòa Sang nói nhẹ nhàng thôi, nhưng đề nghị với các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị là có chỉ đạo xuống để sửa cái này. Thì tôi vâng lệnh bác là tôi sang nói luôn. Thì lúc đó là Lê Mạ Lương thì mới chối đầy lại là nói luôn với cả với tôi là không, bảo tàng ấy tôi bàn giao cho tỉnh từ 6 năm nay rồi, cho nên không thuộc tôi, những cái sai này tôi không chịu trách nhiệm. Thì qua một cái ví dụ trực tiếp mà tôi chứng kiến thì tôi thấy là nói cơ hội thì nó nhẹ, mà tôi phải có thể khẳng định là cái chất lưu manh của con người này. Yeah. Tôi bắt đầu tôi buồn, tôi chán vô cùng, bởi trước đó 3 ngày là ông khẳng định là bảo tàng đấy vẫn thuộc ông ấy, và ông sang sái ông lên trước và ông nói với anh em bảo tàng công lao của ông đạo diễn cho anh Hòa và để bác lên đây anh tặng anh em có một cái bộ máy vi tính, một cái tặng phẩm lớn như thế. Tức là khi vui thì ông vỗ tay vào, nhưng mà khi có chuyện là khuyết điểm cái thì ông chối ra để ông bảo không thuộc. Thì Lê Mạ Lương cái cú thứ nhất mà gây ấn tượng, một cái ấn tượng xấu với tôi là cái chuyện đó, mà tôi là người trực tiếp ở cái cuộc đó. Thế đến năm 2013 thì có cái cuộc hội thảo gì đó Hoàng ở trên mạng, thì lúc đó tôi chưa là người đọc nhiều mạng đâu, tôi mình nhiều việc khác mà mình không. Hồi đó nó mạng nó tạp nham lắm, nó tạp phí lù và nó nói xuyên tạc nhiều cái, nó nói nhiều cái nó nói dựng đứng không, nó không đúng sự thật. Tôi bảo những cái thằng làm ra những bài những hình ảnh này ngu thật, anh nói mà 10 cái mà 9 cái rưỡi chỉ cần nửa cái sai người ta đã mất sức thuyết phục rồi, mà bây giờ anh nói anh bịa ra sai rất nhiều. Tôi nhớ là có một lần nó nói là bà Nguyễn Thị Doan là con dâu của ông Lê Đức Anh, tôi thấy kỳ cục. Ông Lê Đức Anh, đại tướng Lê Đức Anh có mỗi người con trai, còn hai người con gái, mà con trai là anh Lê Mạng Hà thì phải gọi bà Doan là cô xưng cháu chứ. Mà chưa bao giờ từ ngày tôi thấy bà Doan từ ủy ban kiểm tra sang làm phó chủ tịch nước trong trần phó trong Trần Đức Lương thì chưa một buổi nào đến thăm bác Lê Đức Anh cả. Ngay cả cái tình cảm bình thường tôi cũng thấy có một cái khoảng cách, huống gì mà Lê Đức Anh nó dựng đứng lên là con dâu của bác Lê Đức Anh. Thì những cái đó thì tôi thấy nó nhảm quá, nhưng tôi không đọc. Cái đợt đó nó rộ lên thì lại rất nhiều người cán bộ ở ngoài trong Nam này, cũng có quân khu, cũng có quân đoàn, rồi đặc biệt ở ngoài Bắc gọi điện vào, gọi phone vào cho tôi. Rồi ba người con thì anh Lê Minh Hà là gọi cho tôi tương đối là sốt ruột và quyết liệt. Thì thấy anh Hà là thay mặt hai, một người chị và người em của Hà, thì nói là anh phải có ý kiến gì để xong với Trung ương chứ, để Lê Mạ Lương nó nói láo léo này. Thế thì tôi biết là Lê Minh Hà cũng rất sốt ruột. Thì lúc đó là nhiều người gọi đến là yêu cầu tôi phải có ý kiến. Thì tôi bảo bây giờ trước hết có ý kiến mình phải hỏi người chính cuộc xem như thế nào. Thì tôi cái số cũ của Lê Mạ Lương tôi lại không còn giữ nữa. Thế tôi mới gọi về bảo tàng vùng quân đội. Thì anh Năng lại trước là người của cùng làm cán bộ nghiên cứu ở viện lịch sử với tôi, thì bây giờ sang tay Lê Mạ Lương. Khi Lê Mạ Lương nghỉ hưu thì may quá anh Năng anh lại cho cái số của Lương, thì tôi gọi luôn. Thì Lương nói là lúc đó đầu giờ chiều, Lương nói là tiếc quá tôi vừa mới ra Phú Quốc không ở Sài Gòn, bay ra lúc trưa nay, chứ nếu anh gọi sớm thì tôi với anh gặp nhau một chút. Thế bảo thôi không sao, có việc gì không. Tôi bảo tại sao anh lại lên mạng anh nói người gạt ma, nói về cái lệnh không bắn nhé, lệnh không được nổ súng như thế. Tôi muốn hỏi anh là vì sao anh lại nói vậy. Thế lúc đó Lê Mạ Lương mới xua đi, nói thôi thôi anh ơi, báo mạng tôi chả không quan tâm đâu, anh quan tâm làm gì, bây giờ cho nó qua đi.
dắt tay. Ông nói vậy bảo anh nói anh không quan tâm, mà tôi thấy người ta ghi âm ghi hình rất là rõ ràng, anh nói rất là đánh thép mà tại sao không quan tâm. Tôi không chịu anh cái này, tôi sẽ đi yên cùng, nếu anh không đối thoại anh trả lời tôi thì tôi sẽ đi yên cùng. Thế xong rồi Lê Mận Lương lại nói tôi là khoe cái chuyện đấy để lấp láp đi, là tôi ra Phú Quốc tôi khảo sát để vì anh Phạm Văn Trà và vừa rồi là bỏ tiền ra xây một cái chùa đấy, bây giờ tôi sẽ xin anh Trà để cho tôi đưa một cái tượng Phật ra cạnh cái chùa của anh Trà, bảo cái chuyện đó tôi không quan tâm, bây giờ anh trả lời tôi về cái gặp ma này anh phát biểu như nào. Tại sao anh phát biểu thế? Thưa bây giờ để cho dễ nhá, tôi hỏi anh cái đầu năm 1988 thì anh đang làm gì ở đâu? Đề nghị anh trả lời tôi. Thì Lê Mạnh Lương nói là lúc đó tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 5 của quân khu 3, sau này thì đổi phiên hiệu thành trung đoàn 25. Tôi mới cự lại Lương bảo như vậy là rõ rồi nhá, quân khu 3 không hề được nhà nước, đảng nhà nước và bộ quốc phòng giao cho quản lý cái địa bàn Trường Sa. Trường Sa là của quân khu 5. Thứ hai là anh lại là trung đoàn bộ binh, lại không hề bộ binh thì anh trên đất liền, anh dính dáng gì đến hải quân, anh biết gì mà anh nói. Thứ ba là anh đại tá, anh là thiếu tướng, tôi đại tá, ta là ở quân đội hàng 30-40 năm rồi, thấy chưa? Trận mạc nào có rồi, hòa bình có, xây dựng có, là cái này quá hiểu được, là cái cấp nào thì được nghe trực tiếp mệnh lệnh của đồng chí bộ trưởng quốc phòng, thấy chưa? Chỉ có cấp tư lệnh quân đoàn và tư lệnh quân khu thôi. Thế còn ngay cấp sư đoàn trưởng là cấp dưới của quân khu cũng không bao giờ được nghe trực tiếp lệnh của bộ trưởng quốc phòng cả. Mà anh lại cấp trung đoàn, tức là cấp dưới cấp quân khu 2 bậc, dưới cấp sư đoàn 1 bậc, làm sao anh nghe được cái lệnh của bộ trưởng quốc phòng là không được bắn, không được nổ súng? Anh nói vô căn cứ. Bây giờ anh trong cái cuộc hội thảo nào đó anh lại nói là tôi vào 108 thôi gặp ông Giáp Văn Cương, ông nói đấy. Anh nói với một người mà người ta mất rồi thì bây giờ ai dựng ông lên để hỏi lại ông được. Cái kiểu cái cớ của anh là cớ vớ vẩn. Cái chỗ này anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đã nói ra mà nói cái này là tôi thấy như vậy là anh kết tội không chỉ đồng chí Lê Đức Anh mà kết tội cả bộ anh chị. Bởi vì anh thừa biết nguyên tắc là bộ trưởng quốc phòng kể cả các bộ khác, cả nhất là bộ quốc phòng, nhất là những cái chuyện về hoạt động quân sự chính trị là vô cùng quan trọng, những cái chủ trương lớn và những cái vấn đề lớn, những cái mệnh lệnh rất quan trọng ở những cái thời điểm quan trọng là bao giờ cũng thông qua bộ anh chị, còn những lương lúc gấp thì thông qua thường vụ bộ anh chị, mà thường vụ bộ anh chị là 4 ông. Không bao giờ một đồng chí đại tướng bộ trưởng quốc phòng lại tự động ra một cái lệnh như thế cả. Mà anh nói như thế là vừa xúc phạm cả bộ anh chị, cả đồng chí bộ trưởng quốc phòng, và nói ngược lại những cái gì thuộc về phẩm chất bản lĩnh và những cái cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Anh, là cái này là cái ý đồ rất là xấu và rất là tệ hại, không được. Tôi đề nghị anh phải gặp lại cái bộ phận, cái ban mà nó tổ chức cái cuộc hội thảo, anh phải đính chính và anh phải ngã ngũ cái việc này nhá. Anh phải xin lỗi trên làn sóng, nếu không tôi sẽ đi cùng với anh. Lúc đó là tôi bực mình cũng nói để hù dọa, để nó phải có cái tỉnh ra và nó phải có phục tiện đi, nó phải tự sửa chữa đi. Là tôi nói là cái chuyện Điện Biên, thấy chưa? Nếu anh không thực hiện cái đề nghị của tôi sẽ đi đến cùng cái chuyện Điện Biên của anh. Anh có nhớ sáng hôm sau là anh sau khi bác Lê Đức Anh và phu nhân thăm bảo tàng rồi viếng nghĩa trang xong thì bác Lê Đức Anh về nhà nghỉ, thì anh mời phu nhân rồi con gái của bác rồi công vụ cái đoàn của chúng tôi, công vụ bảo vệ bác sĩ và tôi, anh lên anh khoe cái đồi A1, cái di tích đồi A1 mà anh vừa mới tư vấn giúp cho tỉnh Điện Biên tái tạo lại.
cái sự kiện mà một tấn thuốc nổ ở đồi A1 không? Thì tôi chỗ này tôi xin nói thêm một cái là chiều Mỹ là Lê Mạn Lương là hào hứng là sau khi đoàn của chúng tôi bắt đây đứa anh là viếng hiện trang và thăm bảo tàng viết xong xuôi là coi như cái việc cái đợt lên là coi như hoàn thành công việc rồi. Thì Lê Mạn Lương có mời tôi và đề nghị tôi mời đoàn là lên thăm, coi như là cái thành tích đầu tiên của anh ta là dựng lại, tức là phục chế lại cái di tích mà ta dùng một cái lượng nổ đưa bằng hầm ngầm bí mật đào dần dần vào ở dưới gầm đồi A1. Và lúc đó trong lịch sử sử sách đã nói rất nhiều rồi là khi mà mình cho nổ cái lượng thuốc một tấn thuốc nổ này TNT này thì cả cái vùng Điện Biên là rung động. Thì cũng còn thời gian nên tôi mới mời phu nhân của đại tướng và mấy người cùng đi là lên thăm. Lên nôi tôi rất ngỡ ngàng và tôi bảo anh Lương ơi, anh tư vấn cho người ta thế này thì sai bét rồi. Tôi đề nghị anh phải nói với tỉnh làm lại, mặc dù như thế này là rất tốn. Tức là cái lượng nổ nó âm ở dưới đất nó chỉ gây sụt một tí thôi. Tức là cái chiều vận động, cái chiều động của đất nó khác hẳn với một cái quả bom tấn mà từ trên máy bay lao ném xuống xong nó nổ té lên. Nó khác hẳn. Hai cái chiều, một cái chiều đất nó sụt xuống như này giống như cái đồng hồ cát thế thôi. Thế còn mà trước này đã, mỗi lần kỷ niệm Điện Biên là người ta nói rất nhiều rồi mà anh này lại giám đốc bảo tàng mà vừa rồi tôi thấy ở trên cái buổi ông ấy phản pháo lại cái bài của anh Kiền ấy, là ông ấy nói ông khoe ông là không phải là cử nhân được mà là tiến sĩ thôi. Là tiến sĩ rồi, qua bao nhiêu trận mạc, bao nhiêu trường, bao nhiêu gì. Tôi bảo một tiến sĩ học cái ngành lịch sử quân sự mà lại giám đốc bảo tàng quân đội bao nhiêu năm mà lại lên tư vấn cho cái công trình đầu tiên vừa mới khánh thành hoàn thành xong, còn tiếp những cái công trình khác. Anh ấy khoe là tỉnh Điện Biên là mời lãnh đạo tỉnh Điện Biên mời anh ấy lên là tư vấn cho để mà trùng tu, thấy chưa, và làm lại phục chế lại những cái hiện vật, những cái cơ bản của Điện Biên để chuẩn bị kỷ niệm 40 năm. Hôm đó thì chưa có cái chuyện tượng đài, nhưng tôi không biết, tôi có không hỏi anh ấy là anh có tư vấn cái chuyện tượng đài không. Cho nên là, nhưng mà qua cái đồi A1 tôi nghĩ là anh ta có, sẽ có, bởi vì cái đó là cái khoản tiền nó rất là lớn. Mà như vậy là sau đấy thì mình biết là cái tượng đài nó rất là tai tiếng, vừa ấy được 7 ngày thì, khánh thành được 7 ngày thì nó sụp cái bệ và dùng mà toàn bằng đồng cấp tút và với cái thợ đúc đồng nhà quê ở Nam Định cả, cho nên là nó hen gì nó hỏng mà nhà nước lại bỏ ra biết bao nhiêu tiền để làm lại. Thì cái chỗ này mình đúng là các anh nói là chưa có chứng cứ, nhưng mà tôi nghĩ từ cái đồi A1 mà cái đó là anh Lương hôm đó khoe tôi này trước mặt bao nhiêu người, có cả bà Võ Thị Lê là phu nhân của đại tướng Lê Đức Anh, con gái của bà Lê, cô Lê Xuân Hồng, rồi cháu Thành là công vụ, anh Thiện là bảo vệ tiếp cận, anh Kiên là bác sĩ, tôi đều đứng trên bờ cái hố bom, cái hố đó rất là lớn, như một phải nói là quả bom tấn ấy. Thì đã biết tốn bao nhiêu công sức và bao nhiêu vật liệu, bao nhiêu tiền ở đấy rồi thì sai hỏng hết. Thì tôi thấy là một cái anh mà vừa rồi, đến bây giờ vừa rồi lại còn vỗ được khi mà phản pháo lại cái bài của anh Thiếu tướng Kiền ấy, mà lại còn vỗ ngực là trình độ tiến sĩ thế loại kia, thì tôi thấy nếu phải tôi thì tôi xấu hổ vô cùng. Lúc này không bao giờ nên khoe cái bằng cấp hoặc cái học vị mình, mỗi cái đó là anh đã sai rất là lớn. Mà tôi mới bảo bây giờ anh không sửa, từ nay đến nhất là đến cái dịp kỷ niệm 40 năm sẽ rất nhiều đoàn lên thăm viếng Điện Biên. Người ta là một trong những nơi mà người ta không thể không tâm là cái sự tích đồi A1 này, thấy không? Thì cả các chiến sĩ Điện Biên bây giờ cũng còn rất nhiều đồng chí còn sống, còn khỏe, người ta lên rồi, nhất là quan khách nước ngoài nó tinh lắm, thấy chưa? Anh mà để nguyên này nó cười cho vô cùng thì mình xấu hổ lắm, phải sửa, thì không sửa là không được. Thì đấy, thì
tôi thấy một con người như vậy mà bây giờ lại cứ vỗ ngực khoe các cái chiến tích chiến đấu của mình rồi học vị của mình mà làm, còn những cái khác mình không biết không ấy, những cái đó tôi trực tiếp tôi biết. Thế thì về cái chỗ gạt ma thì hôm đó tôi nói thế, và vì lúc nãy tôi mới nói hù dọa anh bảo nếu mà anh không thực hiện cái đề nghị của tôi ấy, anh không cải chính lại và anh nói với cái ban tổ chức cái hội thảo ấy, anh cải chính lại là tôi sẽ đề nghị với quân ủy trung ương cho điều tra hình sự kết hợp với Bộ Công an và Bộ Văn hóa và cơ quan của tỉnh Điện Biên điều tra lại toàn bộ những cái anh lên tư vấn cho Điện Biên nha, tư vấn cho Điện Biên mà hồi đó rất tài tiếng, tôi sẽ đi cùng thì hôm đó gọi điện cho thì cha với xuống anh rồi chuyện đó qua rồi cho nó qua đi, chuyện nó qua thì cho nó qua đi, bảo không qua được. Và tôi nghĩ là phía địch và phía những người phát cảm với đất nước ta, với cách mạng, với Đảng Cộng sản, nó sẽ đây là cái cớ để nó moi móc, để nó bêu diếu mình không được. Mà chính một người bây giờ là cấp tướng mà anh hùng, anh hùng là tuyên dương trong chiến đấu mà bây giờ đứng ra nói như thế này, nói như thế này thì không được, nó sẽ tai hại vô cùng. Tôi đề nghị anh phải đính chính, phải sửa chữa, mà cả cái tập thể của những người tổ chức cái buổi hội thảo đó sửa chữa chứ không riêng anh. Thế hôm đó thì vì nhiều người gọi điện đề nghị tôi, và nhất là cái cú điểm cuối cùng là anh Lê Mạnh Hà là con trai của đại tướng Lê Đức Anh nói tôi, thì tôi có gọi điện cho Lương và đối thoại nhau qua điện thoại như vậy. Thì qua cái này thì tôi nghĩ là sau cái cú đó và cái lời gay gắt của tôi thì Lương phải tỉnh ra, phải có một cái hành vi gì đó để sửa chữa, và thấy rõ là mình đã đi quá đạn, đã làm mất cái thanh danh là anh hùng, là tướng của mình, thì bây giờ lại vừa rồi lại nổ ra cái cuốn sách ấy. Như vậy qua đây thì tôi thấy là một cái chuỗi là có ý đồ và cố tình, và đây là một việc làm có tổ chức chứ không phải là một mình Lương là có tổ chức cả nó, còn đằng sau đó những ai và ai nuôi dưỡng cái tổ chức này và nó lợi dụng cái việc này để nó chống phá mình như thế nào thì tôi nghĩ các cơ quan chức năng đã và đang vào cuộc. Mà đến lần này tôi đề nghị phải làm cho lặng lẽ. Một người sĩ quan bình thường chỉ cấp úy thôi mà là đảng viên ở quân đội, mình đã là sĩ quan là đều đảng viên, thì làm như vậy cũng đáng kỷ luật rất nặng. Bởi vì anh như vậy là anh bêu diếu, anh xúc phạm cái cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Bộ Chính trị, mà trong quân đội là xúc phạm những người lãnh đạo cao nhất là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, mà xuyên tạc hoàn toàn không có như thế. Cái dịp năm kia là năm mình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, tôi có viết một cái bài rất là dài đăng ba kỳ báo Việt Nam Net, và thời kỳ đó cũng rất là gây tiếng vang, rất là tốt trong dư luận, là đại tướng Lê Đức Anh với vấn đề Trung Quốc và Biển Đông, mà trước đó là Trung Quốc nó kéo giàn khoan vào biển của mình, tình hình rất bức xúc, thì tôi có nêu khá rõ những cái xử lý của đồng chí Lê Đức Anh và một con người mà đau về Biển Đông như thế nào. Khi đồng chí nói tôi có ghi trong hồi ký của đại tướng Lê Đức Anh đã xuất bản năm ngoái rồi, là khi tiếp nhận tổng tham mưu trưởng thì mấy tháng sau là đại hội 6, thì đồng chí Lê Đức Anh được vào bầu tiếp vào bộ chính trị và được Quốc hội phê chuẩn là Bộ trưởng Quốc phòng. Thì như vậy là chiến tranh ở biên giới phía Bắc đã đang rất căng thẳng trong cái hoàn cảnh như thế. Thế mà đồng chí Lê Đức Anh nói với tôi để tôi ghi trong hồi ký, và cũng kể cả những lúc tâm sự, là biên giới phía Bắc nóng bỏng như thế, tôi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ có đi thị sát dọc hết tuyến biên giới được có 2 cuộc, nhưng Trường Sa tôi đi 4 cuộc, mà nhất là cuộc thứ 3 là đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, cục phó cục tác chiến, cũng
tham gia bài viết trong cái cuốn sách thứ hai của tôi, tôi phục vụ lại thiếu niên anh, thì đồng chí trực tiếp nói với tôi là lần đó là bác Lê Đức Anh là bệnh và người rất là yếu, nhưng mà bác kiên quyết, bác bảo phải đưa tôi ra Trường Sa, ra thị sát Trường Sa lần thứ ba. Thì phải đi bằng trực thăng. Mà khi về tôi cứ lo nơm nớp, đến lúc về hạ cánh được, về đến sân bay Bạch Mai thì mới thở phào nhẹ nhõm. Và tôi bị cơ quan, từ thủ trưởng đến anh em là phê bình rất gay gắt. Tại sao thủ trưởng đang yếu như thế mà anh đưa thủ trưởng ra Trường Sa, nhỡ có xảy ra cái gì thì làm sao, ai chịu trách nhiệm? Nhưng mà lúc đó là thủ trưởng cao nhất, mình là trợ lý, là đi phục, là tháp tùng thủ trưởng ra lệnh thì mình phải chấp hành, biết làm sao, không thể để gạ thủ trưởng, hoặc là trì hoãn, hoặc là nói lý do này khác là khuyên thủ trưởng không đi được. Mà tính của đồng chí Lê Đức Anh là không có ai, nếu mà khi đã xác định công việc là bão chết còn đi, là kiên quyết lắm. Thì lần thứ tư là đồng chí Lê Đức Anh là đúng cái ngày kỷ niệm truyền thống của Bộ Tư lệnh Hải quân ấy, thì đồng chí chỉ đạo cho Bộ Tư lệnh Hải quân là năm nay làm lễ kỷ niệm ngày truyền thống tại Trường Sa và điện cho tỉnh Khánh Hòa. Thì như vậy cái cuộc buổi lễ hôm đó là làm tại Trường Sa lớn, là các cơ quan của tỉnh và tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, phó bí thư đều có mặt ở đây hết. Thì các cái bài sách báo cũng đã đưa nhiều, và trong cái bài viết của tôi đã đề cập là đồng chí trước bao nhiêu chiến sĩ và nhân dân, và trước đứng trước trời biển bao la, thì Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Anh đã thay mặt các cán bộ chiến sĩ hải quân nói riêng, nhân dân Khánh Hòa nói riêng, quân khu 5 nói riêng, và toàn thể nhân dân Việt Nam và bộ đội, quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, là thề bảo vệ biên giới hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thì một đồng chí bộ trưởng như thế mà bây giờ lại nói là Lê Mạnh Hùng dựng đứng lên là ra lệnh không được đổ súng, để mà coi như là cho quân Trung Quốc tiêu diệt một cách rất dã man các chiến sĩ công binh của ta, là một cái đâm đặt, một cái dựng đứng rất là có ý đồ và rất là xấu. Khi mà rộ lên thì tôi đã có nhiều dịp tôi ngồi tôi hỏi cặn kẽ Đại tướng Lê Đức Anh, thì Đại tướng Lê Đức Anh nói là lúc đó là Trung Quốc nó đã chuẩn bị hải lục không quân, những lực lượng của nó rất lớn ở phía sau, chỉ cần mình mắc mưu nó, thấy chưa? Mà trên trời bây giờ thì các đồng chí biết là vệ tinh của rất nhiều nước, của quốc tế rất nhiều, nó ghi rõ, nó chụp ảnh rõ, quay rõ từng con vịt, chứ không phải là khẩu súng với bộ đội với lại tàu thuyền gì, thấy chưa? Là càng rõ nữa. Mà mình nổ súng trước là nó lấy cớ là không những mình không giữ được gạc ma và nó sẽ tràn lên, nó chiếm hết Trường Sa. Mà Trung Quốc là như vậy. Lúc đó mình đang căng thẳng với Trung Quốc mà. Thì lệnh là không được nổ súng trước, chứ không phải là không được nổ súng. Mà thực tế là anh em đã nổ súng chống lại, khi nó bắt đầu nó nổ súng, nó gây ấn, nó bắn mình. Thì cái này lúc đầu mình nghe qua cứ nghĩ là ông ấy nói cho nó ông muốn có một cái gì lâu lâu nó nổi tiếng lên để mọi người chú ý. Thứ hai là có thể một vài anh nào đó nó kích động thì ông nói, thì bây giờ chót lỡ lời thì thôi, ông ấy sẽ tìm cách ông ấy lấp liếm và ông sửa chữa đi. Không ngờ đến bây giờ ông ra cuốn sách như thế. Thì tôi khẳng định đây là một ý đồ và một cái việc làm phá hoại đất nước mình, phá hoại dân tộc mình, phá hoại truyền thống của mình, xúc phạm đến nền chính trị của đảng ta, của nhân dân ta, và đặc biệt là có ý đồ là thoá mạng, kết tội Bộ Chính trị qua đó, kết tội đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, là một ý đồ. Từ đó đến nay là sâu chuỗi, có tổ chức và
có ý đồ hẳn hoi. Thì như lúc nãy tôi nói, với một chiến sĩ cấp úy, một sĩ quan cấp úy cũng là đảng ở trong quân đội là đảng viên rồi, thì cũng phải kỷ luật rất nặng. Huống gì với một cấp tướng, anh đã qua các cái kinh, qua các lãnh đạo mà như anh từng khoe là hồi ở quân khu 3 anh đã là trung đoàn trưởng rồi. Trung đoàn trưởng thì bao giờ cũng là phó bí thư đảng ủy trung đoàn, đúng không? Anh bí thư là nó là chính ủy mà. Thế lên trên này là anh vừa bí thư vừa giám đốc bảo tàng rồi, khá nhiều năm rồi. Mà học quân đội cho đi học bên đại học bên ngoài về cái ngành sử đấy, thì anh phải có ý thức. Đây là vô ý thức mà không phải ở cái mức nhẹ là vô ý thức nữa, mà đây là ý thức phản động, ý thức phá hoại, làm ngược lại tất cả mọi cái thành tựu gì, và đặc biệt là xúc phạm đến truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Cho nên riêng ý kiến cá nhân tôi, đến cái lúc này là Trung ương có thể kết luận được rồi, kết luận được rồi, và có thể tiến hành những cái biện pháp xử lý. Mà tôi đề nghị tình hình hiện nay, nếu mình không xử lý nghiêm thì quân địch, những cái thế lực thù địch nó sẽ lợi dụng, nó quét sâu, mà nó sẽ tận dụng hết cái này và nó khuếch trương mãi. Đây là một cái cú ngoài, như một cái ngoài nổ, một cái nồi nổ để cho nó tận dụng, thì mình không thể không làm nghiêm. Như ý kiến của tôi ấy, như cái hôm trước tôi có gọi điện cho anh Lân, tôi bảo ý kiến của tôi đã đến lúc này thì không có nhẹ, không có oan gì cả, phải thi hành kỷ luật ở cái mức độ về đảng là phải khai trừ vĩnh viễn, không có khai trừ lưu lại gì cả. Khai trừ vĩnh viễn, hạ một bậc quân hàm từ thiếu tướng xuống đại tá và tước danh hiệu anh hùng. Đấy là ý kiến chính thức của tôi, tôi đề nghị như thế, mà rất là xứng đáng. Mà làm cái này không chỉ có cho Lê Mạng Lương một bài học, được chưa? Để vì anh ta không phải là quá già, còn khá nhiều năm nữa, để anh phải tỉnh ra mà anh không đi mãi theo cái vết nhơ vết xe đổ, không trở biến mình trở thành phương tiện cho các thế lực thù địch. Rõ ràng đến lúc nào đó anh ta sẽ giật mình, nếu như anh tỉnh lại thì anh thấy rõ là anh đang là phương tiện của họ. Anh lại chống lại cả một cái cuộc đời của anh đã cống hiến, đã hy sinh, đã cùng với anh em đồng chí đồng đội, coi như bây giờ đổ xuống sông xuống biển, cái danh hiệu anh hùng của anh trở thành rất là mỉa mai. Tôi nói không, cả cán bộ cựu chiến binh vừa rồi họ bức xúc, họ phản đối, họ nói rầm rầm, họ rất là bực bội, mà ngay như các cái lớp chiến sĩ trẻ nó cũng thấy buồn và thấy nó đang đứng ở trong đội ngũ quân đội bây giờ, nó đang kế tục những cái lớp trai, nó đầy tự hào thì nó thấy buồn có một ông anh hùng mà như vậy. Như vậy cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến thế hệ trẻ ghê gớm lắm, và cũng cần phải khi điều tra xác minh và kết luận cũng phải đề nghị Lê Mạng Lương khai rõ ra vì động cơ nào. Từ một người anh hùng, từ một thiếu tướng mà bây giờ trở thành phương tiện cho thế lực thù địch, mà là anh lại làm rất hăng hái, anh rất hăng hái như vậy là không thể là vô tình, không thể là sơ suất, có ý đồ hẳn hoi cả một chuỗi thời gian như vậy. Nhất là khi mà tôi đã gọi điện thoại cái cuộc trước ấy, tôi đã cảnh báo như thế, tôi nói gay gắt như thế, mà chắc tôi tin rằng không chỉ có mình tôi, sẽ đã cũng rất nhiều người đối thoại gay gắt với Mạng Lương, nhưng anh ta không tỉnh ra mà lại làm một cú như vừa rồi. Như hôm qua anh Lân anh nói tôi là bây giờ nó lại chơi cái trò vớ vẩn của cái nhà xuất bản, là nó lại không thu hủy mà để in lại, mà nó lại in một cái tờ đính chính, ấy chứ. Bởi vì bây giờ nó bán bản quyền cho Mỹ rồi, đấy, nó thấy nguy hiểm mà. Thế và anh Lân anh nói tôi nghĩ cũng anh chứ, anh phân tích anh cũng thấy có lý của anh là Mỹ nó chỉ mua, nó bỏ tiền mua mỗi cái câu là không được nổ súng đâu. Nhưng bây giờ anh sửa không được nổ súng trước, thêm chữ trước là nó đòi lại tiền anh. Mà chắc vừa rồi nó mua cũng lớn. Thế thì ngay cái đó bây giờ cả cái nhóm ấy mà Lê Mạng Lương đứng đầu là chủ biên, thì cái kết luận rõ ràng đầu tiên là anh vì tiền, vì lợi.
vì một cái lợi nho nhỏ mà anh bán rẻ cả cái tên anh, bán rẻ cái danh dự của quân đội, xúc phạm đến cả cái nền chính trị này, đặc biệt là bộ chính trị khóa đó và đồng chí bộ trưởng quốc phòng, thì tôi thấy một vấn đề này là hết sức nghiêm trọng, phải làm tới cùng, phải làm quyết liệt. Mà cái này tôi nghĩ làm không khó, những cái vụ tham nhũng vừa rồi còn phải điều tra nó rằng réo bao nhiêu thứ rồi, bao nhiêu con người, mà phải hết sức quyết liệt và thận trọng. Chứ cái này nó rõ ràng ràng như thế thì chỉ một thời gian ngắn thì các cơ quan điều tra sẽ làm rõ vấn đề đó. Thì về lấy mạng lương thì ý kiến cá nhân tôi thì tôi xin có ý kiến như vậy.